Ngay trong những ngày đầu xuân năm mới, sân cỏ trên khắp cả nước đã sôi động trở lại với loạt trận vòng 9 V-League mùa giải 2023-2024. Trên sân nhà, câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa đón tiếp nhà Á quân Hà Nội. Đây là trận đấu mà cả hai đội đều khát khao chiến thắng để có được sự khởi đầu năm mới Giáp Thìn may mắn và thành công. Trong những mùa giải gần đây, mỗi khi Đông Á Thanh Hóa so tài với Hà Nội, luôn thu hút đông đảo người hâm mộ tới sân theo dõi và cổ vũ. Cuộc gặp tại vòng 9 V-League mùa giải 2023-2024 trên sân Thanh Hóa cũng không phải là ngoại lệ. Đối với nhiều người, sở hữu tấm vé đi vào sân cổ vũ trực tiếp cho đội bóng thân yêu là niềm vui và là điều may mắn trong những ngày đầu xuân năm mới. Đến trận đấu hôm nay thì tôi cũng rất mong cho hai đội là có một tinh thần thi đấu thoải mái trong một trận đấu năm mới. Và là người con Thanh Hóa thì bao giờ cũng muốn cho đội mình chiến thắng, nhưng mà tôi vẫn cổ vũ cho cả hai đội có một trận đấu hay. Trong những ngày đầu xuân năm mới thì cũng là ngày đi du xuân, mà lại đội quê hương lại thi đấu trên sân nhà. Thì cầu mong là sức khỏe, rồi các đội bóng, toàn thể đội bóng là có nhiều sức khỏe. Rồi mọi điều, các trận đấu đều thi đấu tốt để cho khán giả người xứ Thanh mình tự hào. Ngày hôm nay đối với Thanh Hóa thì tôi vắng trung vệ Gustavo là có thiệt thòi rất lớn cho Thanh Hóa, nhưng với cái sự cổ vũ động lực của cổ động viên và cái chiến thuật của huấn luyện viên Popov, Thanh Hóa sẽ giành chiến thắng 2-1 trước câu lạc bộ Hà Nội. Theo ước tính có khoảng 10.000 khán giả đã đến sân cổ vũ cho thầy trò Vladislav Popov. Lối đá cống hiến và ngày càng hoàn thiện của câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa chính là nguyên nhân thu hút khán giả đến sân ngày một đông. Cho dù được dự báo là sẽ gặp nhiều khó khăn khi thiếu vắng trung vệ trụ cột Gustavo Santos ở trung tâm hàng phòng ngự do chấn thương, nhưng Trịnh Văn Lợi và Thanh Long đã làm yên lòng người hâm mộ bóng đá Thanh Hóa. Trong hiệp 1, hàng thủ của đội chủ nhà đã vô hiệu hóa những pha tấn công của Hà Nội. Trong khi đó, trên hàng tấn công, Luis Antonio kết hợp cùng với Di Mario và Lâm Ti Phong trở thành những mối đe dọa thường trực đối với khung thành của thủ môn Quan Văn Chuẩn. Cơ hội ghi bàn được các mũi tấn công của cả Đông Á Thanh Hóa và Hà Nội tạo ra, nhưng khán giả đã không được chứng kiến bàn thắng nào trong suốt 45 phút thi đấu đầu tiên. Sang hiệp 2, đội bóng xứ Thanh bắt nhịp tốt hơn với những pha ban bật nhanh, và đích đến cuối cùng vẫn là tiền đạo Di Mario. Trong một pha tấn công sở trường, chân sút người Jamaica đã thực hiện cú đá chính xác, đánh bại thủ thành Quan Văn Chuẩn bên phía Hà Nội để mang lại bàn thắng mở tỷ số cho đội chủ nhà. Như vậy, sau gần 1 giờ đồng hồ chờ đợi, khán giả Thanh Hóa cũng đã có được niềm vui. Đây là pha lập công thứ 7 trong mùa giải này của chân sút Di Mario cho Đông Á Thanh Hóa. Sau khi khai thông thế trận, đội chủ nhà chủ động hơn trong những tình huống triển khai tấn công cũng như đẩy cao đội hình pressing bên phần sân đối phương. Chiến thuật này đã khiến cho Hà Nội gặp bế tắc thực sự. Hàng thủ và thủ môn Xuân Hoàng bên phía Đông Á Thanh Hóa đã làm nản lòng những chân sút của Hà Nội. Không thể ghi bàn sân bằng tỷ số, các nhà quân Hà Nội còn bị thủng lưới lần thứ 2 sau pha đá phạt tỉnh táo của ngoại binh Luis Antonio. Bàn thắng này đã dập tắt hy vọng có điểm của Hà Nội, đồng thời định tỷ số 2-0 cho Đông Á Thanh Hóa. Như vậy, ngay ở vòng đấu đầu tiên của năm mới Giáp Thìn 2024, thầy trò Vladislav Popov cùng người hâm mộ bóng đá Thanh Hóa đã có được niềm vui chiến thắng. Đặc biệt, đây là chiến thắng đầu tiên của đội bóng xứ Thanh trước Hà Nội sau gần 5 năm. Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Vladislav Popov của Đông Á Thanh Hóa đã dành những lời khen cho các học trò. Chiến thắng hôm nay cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi. Hà Nội là một trong những đội bóng mạnh nhất Việt Nam hiện tại, nhưng chúng tôi đã đánh bại được họ. Tôi rất vui, hài lòng với các cầu thủ bởi họ đã thể hiện hết mình và tuân thủ đấu pháp chiến thuật của ban huấn luyện. Với trận thắng 2-0 trước Hà Nội, câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa vươn lên thứ 2 trên bảng xếp hạng khi đang có 18 điểm, kém đội dẫn đầu Thép Xanh Nam Định 4 điểm. Theo kế hoạch tại vòng đấu thứ 10, câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa tiếp tục được thi đấu trên sân nhà khi đón tiếp Hải Phòng vào lúc 18 giờ ngày 23 tháng 2.